Minh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên từ California. Luật sư ở California thừa nhận gian lận visa và lừa đảo 50 triệu đô la. Thưa quý vị, một luật sư ở Southern California đã nhận tội tuần qua khi điều hành một vụ lừa đảo mà các nhà chức trách cho biết đã tịch thu được hơn 50 triệu đô la từ những người Trung Quốc giàu có đang tìm kiếm các thẻ xanh. Victoria Chang, 35 tuổi, sống ở El Monte, thuộc ngoại ô của Los Angeles, phải đối mặt với 45 năm tù giam khi bị kết án vào ngày 9 tháng 7 tại tòa án liên bang vì các cáo buộc gian lận visa, lừa đảo và rửa tiền. Các giới chức cho biết Chang và cha của cô đã điều hành một công ty có tên là Quỹ Đầu tư Nhập cư California, xin cấp thẻ xanh cho các nhà đầu tư giàu có. Theo chương trình thị thực EB-5 của chính phủ, những người đầu tư ít nhất có 500.000 đô la trong một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ tạo ra ít nhất là 10 việc làm mới cho người dân thì có thể nhận được thẻ cư trú dài hạn. Chen thừa nhận cô đã nộp khoảng 130 đơn xin thẻ xanh và hứa hẹn rằng các nhà đầu tư sẽ trao đổi để thiết lập nhiều dự án xây dựng công việc. Trong khi cô ta đã sử dụng khoảng 25 triệu đô la cho mục đích cá nhân, không có dự án nào được thành lập và không có việc làm mới. Các giới chức cho biết một số kẻ đang tìm kiếm thẻ xanh là bọn tội phạm có tên trong danh sách 100 người Trung Quốc bị truy nã gắt gao. Luật sư Hoa Kỳ là Sandra Brown nói rằng kế hoạch gian lận của Chen đã hủy hoại quá trình nhập cư của liên bang, dẫn đến hàng chục người nước ngoài nhận được thẻ xanh mà đáng lẽ ra họ không có quyền nhận. Các giới chức nói rằng Chen sẽ bị thu giữ 8 tài sản trị giá 25 triệu đô la. Tin từ London, Anh Quốc. Kết quả phân tích một nghiên cứu gần đây cho thấy người uống từ 3 đến 4 tách cà phê mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Uống cà phê có lợi nhiều hơn là có hại cho sức khỏe, ngoại trừ phụ nữ đang có thai, và cho biết là uống cà phê cũng giúp giảm nguy cơ các bệnh tim mạch, gan, bệnh Parkinson và tiểu đường loại 2. Nghiên cứu này có tính cách quan sát, phân tích, căn cứ theo khảo cứu có sẵn, nhận thấy rằng có sự liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê từ 3 cho đến 4 cốc mỗi ngày với sự giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và nhiều loại ung thư khác như là ung thư nhiếp hậu tuyến, ung thư miệng và ung thư máu. Thẩm phán ra lệnh để trì hoãn trục xuất những người Indonesia nhập cư bất hợp pháp. Một quan tòa liên bang đã yêu cầu các viên chức của cơ quan nhập cư Hoa Kỳ trì hoãn việc trục xuất 51 người Indonesia sống bất hợp pháp ở New Hampshire. Thẩm phán tòa án Hoa Kỳ ở Boston là Patty Saris nhận thấy cô có thẩm quyền để bảo đảm nhóm người Indonesia có thời gian đưa ra những lập luận rằng những điều kiện thay đổi ở Indonesia sẽ làm cho họ gặp nguy hiểm. Một số thành viên của nhóm người đã nói rằng họ sẽ phải đối mặt với việc bị bức hại hoặc bạo lực vì đức tin Kitô giáo nếu họ trở lại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này. Hầu hết các thành viên của nhóm người đến từ Indonesia được bảo vệ bởi thỏa thuận năm 2010 với ICE. Họ đã nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp nhưng có quá nhiều visa xin tị nạn đã bị quá hạn. Các quan chức của cơ quan nhập cư và cưỡng chế hải quan hồi tháng 8 đã bắt đầu ra lệnh cho họ chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ trong vòng 2 tháng. Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trấn áp người nhập cư bất hợp pháp, lệnh này ảnh hưởng đến một nhóm người Kitô hữu trốn chạy khỏi bạo lực tại Indonesia cách đây 20 năm và họ đã sống công khai trong nhiều năm ở New England mà không có giấy tờ hợp pháp. Người Indonesia là một phần của cộng đồng sắc tộc khoảng 2.000 người ở thành phố Dover, New Hampshire. Tin từ Missouri, chủ nhà ở Missouri đã bắn chết kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Một quan chức cho hay một người đàn ông đã bắn chết một kẻ tình nghi cố gắng xông vào nhà của ông ta bất hợp pháp. Vào cuối tuần vừa qua, ở ngoại ô St. Louis, Sở Cảnh sát St. Charles nói rằng họ đã được gọi đến khu chung cư vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều sau khi kẻ tình nghi đã đột nhập vào trong ngôi nhà lúc người đàn ông và hai đứa trẻ đang ở bên trong. Chủ nhà sau đó đã bắn chết kẻ xâm nhập và phía cảnh sát đang xác định thông tin của kẻ bị bắn chết. Sở Cảnh sát của St. Charles cho biết các em nhỏ không bị thương và hiện tại đang được các thành viên trong gia đình chăm sóc. Các giới chức đang điều tra nguyên nhân của vụ việc với nghi ngờ ma túy hoặc rượu là yếu tố gây ra vụ đột nhập. Các giới chức cũng không chắc chắn trong việc nghi can có quen biết với chủ nhà và cảnh sát muốn được làm việc với hai đứa trẻ vì chúng có thể đã nghe được một số điều
trước khi xảy ra vụ việc. Tin từ Nevada, thưa quý vị, người đàn ông sống sót sau vụ thảm sát ở Las Vegas bị tông chết trên xa lộ ở Nevada. Roy McLaglen, 52 tuổi ở Las Vegas, đã sống sót sau vụ thảm sát tại buổi hòa nhạc ngoài trời ở Las Vegas vào ngày 17 tháng 11 vừa qua. Và anh đã bị một tay tài xế tông chết trong khi đang đi bộ trên đường ở Nevada. Roy và vợ là Dennis đã sống sót sau vụ nổ súng giết người hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, làm 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Dennis đã nói rằng vụ tàn sát có ảnh hưởng sâu sắc đến chồng bà và ông ta cần được điều trị. Chiếc xe đã đâm vào McLaglen và đã tìm thấy và đã cáo buộc đối với tài xế gây ra tai nạn đang được điều tra. Cảnh sát Nevada Highway đã không đưa ra bất cứ thông tin gì về vụ việc. Trước đó đã có một cặp vợ chồng ở Riverside, California. Họ cũng đã sống sót sau vụ thảm sát ở Las Vegas và cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng trước gần nhà của họ. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.